Chương 17 Định mệnh chỉ cho ta một trái chanh hãy làm thành một ly nước chanh ngon ngọt. Cách đây ít lâu, tôi có dịp gặp ông Robert May Ác Hút Chinh Sơn, hiệu trưởng đại học đường Chicago. Lẽ cố nhiên, trong lúc nói chuyện, tôi hỏi ông làm cách nào cho khỏi buồn bực. Ông nói bao giờ ông cũng theo lời. Khuyên bảo của ông bạn Julius Rosenwald, chủ tịch một xí nghiệp lớn, định mệnh chỉ cho ta một trái chanh thôi được ta hãy pha một ly nước chanh. Phải là một người thông minh, một nhà mô phạm như ông mới có thể xử sự như vậy. Những kẻ ngu ngốc tất phải làm khác hẳn, vì nếu không được định mệnh ban cho một thỏi vàng mà chỉ ban cho một trái chanh, họ sẽ ngồi vịt xuống mà ta tháng. Nào, còn hồng gì, còn trầy da tróc vẫy làm gì nữa, nào, thế là hết hy vọng. Rồi oán trời, trách bạn, vò tai kêu đời bất công, thương thân tuổi phận. Trái lại, người khôn ngoan, khi thấy mình chỉ được vỏn vẹn một trái chanh nhỏ, sẽ tự nhủ, lần thất bại này dạy ta nhiều nhiều hay lắm đấy. Phải làm thế nào cho tình cảm khá hơn bây giờ? Làm cách nào để đổi trái chanh này thành ly nước chanh ngon ngọt chứ? Nhà triết lý học Alfred Adler trọn đời chuyện chú vào công cuộc nghiên cứu những kho tiềm lực nhân loại đã phải nói rằng, một trong những đức tính kỳ diệu của con người là ý chí chuyển bại thành thắng. Tôi xin kể chuyện một người đàn bà đã hiểu và áp dụng phương pháp lấy trái chanh của mình pha thành một ly nước chanh tuyệt ngon. Đó là chuyện của bà Then Nha Công Sơn ở Nữ Ước. Trong thời kỳ chiến tranh, chồng bà được bổ nhiệm đến trại huấn luyện, kế bãi sa mạc Mô Gia thuộc Tân Mễ Tây Cơ. Bà theo săn sóc chồng. Thật là buồn nản. Ngay này đầu, bà đã ghét vùng này, vì chưa bao giờ bà phải ở một xó đất khổ cực đến thế chồng bà suốt ngày đi dự các cuộc tập trận trên bãi sa mạc, còn bà suốt ngày lủi thủi trong căn nhà gỗ lụp sụp. Trời thì nóng gần 50 độ. Bà chẳng có ai ở gần đền nói chuyện cho khoay khỏa, ngoài mấy người mễ Tây Cơ và người da đỏ không biết lấy một câu tiếng Anh. Gió nóng thổi suốt từ sáng đến chiều, khiến cho đồ ăn và cả đến không khí đầy vị. Các Bà không chịu nổi nữa. Bà than số phận chẳng ra gì và viết thơ cho cha mẹ sẽ quay về nữ ước, không thể ở lại cái địa ngục này. Ông cụ thân sinh trả lời võn vẹn có hai câu, nhưng thấm thía đến nỗi bà không bao giờ quên được, và hai câu đó thay đổi hẳn đời sống của bà. Trong một nhà tù, hai người cùng đứng viện tay vào song sắt, một người. Chỉ trong thấy một bức tường trơ trụi, còn một người ngửa mặt lên trời, ngắm những vì sao bà đọc những dòng này một lần, hai lần cho đến mười lần rồi tự nhiên thấy hổ thẹn. bà quyết sẽ tìm cái vui trong tình cảm của bà. bà quyết ngắm sao. bà làm thân với thổ dân và đã ngạc nhiên trước cách họ đối lại. khi bà tỏ ra thích cái gì, món ăn hay vải dệt, họ lập tức mang điếu bà những thứ tốt nhất mà chính họ đã từ chối không bán cho các du khách hỏi mua. bà nghiên cứu những hình thức lạ lùng của cây xương rồng, cây ngọc giá hoa. bà dò xét những cử động nhưng tính nết của lũ chó vô chủ bà đứng hàng giờ ngắm mặt trời lặn huy hoàng và rực rỡ ở bãi sa mạc bà đi kiếm và tàn trữ những vỏ hến bị vùi sâu dưới các hàng triệu năm trước những di tích cuối cùng của thời kỳ mà bãi sa mạc này còn là đáy biển bãi sa mạc không thay đổi những người da đỏ cũng vậy chính bà đã thay đổi hay nói đúng hơn tinh thần của bà đã thay đổi tạo cho bà một thời kỳ thú vị nhất trong đời bà cái thế giới bà khám phá ra kích thích bà viết một cuốn sách tả nó. Bà đã biết nhìn qua sông sắt nhà tù và bà đã biết ngắm sao lóng lánh trên trời. Bà nha Thomas đã khám phá ra một sự thực nhìn xưa, đã được dân. Khi Lạp đem ra dạy đời, 500 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, những cái gì hoàn hảo nhất là những cái khó được nhất. Cách đây mấy năm, khi tới một vùng hẻo lánh miền Florida, tôi đã làm quen với một trại chủ ông ta cũng biết pha một ly nước ngon bằng trai chanh độc. Khi lần đầu thấy khoảng đất mới đã mua được, ông hết sức thất vọng. Đất không màu, trồng cây không được mà nuôi heo cũng không được. Chẳng cây nào mọc được ở đó, ngoài một cây sồi quắt queo và chẳng vật nào sống ở đó được, trừ hàng đàn rắn độc. Sau ông nghĩ ra một cách làm cho cái khu đất cằn cỗi, phản chủ ấy thành một xí nghiệp phùng thịnh, ông nuôi rắn làm thịt, đóng hộp bán. Lần tới thăm ông, tôi nhận thấy mỗi năm có đến hai vạn du khách đến xem sở nuôi rắn của ông công cuộc buôn bán thật là phát đạt mỗi tuần hàng ngàn lọ mọc rắn được gửi đi đến những phòng thí nghiệm chuyên môn chế thuốc tiêm trừ nọc rắn độc da rắn được mua với giá cắt cổ để đóng giày làm ví bán cho các bà các cô sang trọng ở tỉnh thành còn thịt rắn đóng hộp thì được gửi từng tàu đến những thị trường ở khắp nơi tôi có mua được một tấm hình chụp các nhà trong trại cái làng nhỏ mới mọc, hãnh diện với cái tên Sepentin, Frederick và gửi nó để biếu người đã biết cách pha một ly nước ngon bằng một trái chanh thật độc. Trong cuộc tra cứu tâm lý những nhân vật hiện tại và quá khứ của Hoa Kỳ, tôi may mắn gặp được nhiều người đã biết cách chuyển bại thành thắng. Ông William Bolito, tác giả của 12 người thắng thần tóm tắt nguyên tắc trên này như vậy, điều cần thiết ở đời là không phải biết lợi dụng những thắng lợi. Kẻ ngu nào cũng biết vậy nhưng biết lợi dụng những thất thế mới là điều cần thiết. Muốn được vậy, phải thông minh và chính cái thiên tư đó phân biệt khôn với kẻ ngốc. Ông Bolito viết câu ấy sau khi bị cưa một chân vì tai nạn xe lửa. Nhưng tôi lại biết một người mất cả hai chân mà còn thành công trong việc chuyển bất lợi thành thắng lợi, ông Ben Foxson. Tôi quen ông tại Atlanta, tiểu bang Georgia, nơi khách sạn tôi ở, bước vào thang máy, tôi để ý ngay tới vẻ mãn nguyện và vui cười trên mặt ông ông cục cả hai chân, ngồi trong góc thang máy trên cái ghế có bánh xe. Khi thang ngừng ở một tầng nọ, ông xin tôi tránh lối cho ông đẩy ghế ra, xin lỗi ông, tôi làm phiền ông quá. Ông nói thế, rồi nhếch mép cười, một cái cười hớn hở, đầy nhân hậu. Suốt mấy giờ liền, tôi cứ nghĩ đến con người tàn tật mà vẻ tự mãn đã lộ ra mặt như vậy. Sau, tôi tìm đến ông và yêu cầu ông thuộc đời tư cho tôi nghe. Ông vui vẻ thuộc lại không chút ngượng nghịu, miệng thỉnh thoảng lại điểm một nụ cười. Ông gặp tai nạn vào năm 24 tuổi. Một hôm đi chặt những cây sào để về chống giàn đầu, khi chất những cây sào này trên chiếc xe hơi pho kiểu cổ xong đâu đấy, ông mở máy quay về, thì bỗng một cây sào tuột xuống gầm xe, mắc vào trục bánh lái làm chết cứng tay bánh ngay lúc xe tới một chỗ quẹo khá hẹp. Chiếc xe cứ thế chạy thẳng lên lề cỏ và đâm vào một gốc cây. Bác sĩ khám nghiệm thấy ông bị thương nặng ở xương sống làm hai chân ông liệt hẳn. Từ đó ông muốn cử động phải ngồi trên chiếc ghế có bánh xe. Tôi hỏi ông làm sao mà chịu đựng tình thế một cách cam đảm như vậy. Ông đáp, mới đầu tôi cũng khổ lắm, tôi cũng kêu than, cũng thất vọng. Nhưng dần già năm này qua năm khác, tôi nhận thấy rằng tức giận cũng chẳng ít gì, chỉ thêm chán nản. Những người chung quanh tôi triều mến những người tàn tật như tôi, thì ít ra tôi cũng phải triều mến lại họ chứ. Khi tôi hỏi ông còn coi nạn kia là một tai hại lớn không ông lập tức đáp không và còn cho đó là một diễm phúc nữa. Ông giải thích rằng qua thời kỳ đau khổ, ông trấn tĩnh tinh thần và bắt đầu sống trong một thế giới mới. Ông đọc sách và ham mê những án văn hay. 14 năm sau, hơn 1.000 cuốn sách đã mở mắt ông trước những chân trời mới và mang thi vị lại cho. Đời ông Ngoài ra, ông lại bắt đầu chú trọng tới âm nhạc cổ điển và ông thấy lòng rung động nghe những hòa tấu khúc mà trước kia ông không ưa nhất là ông lại có thì giờ suy tưởng ông nói rằng lần đầu tiên tôi biết nhìn thế giới bằng con mắt của người thông minh hay hơn nữa của một triết gia và cũng lần đầu tôi thấy chân giá trị của mọi vật tôi bắt đầu hiểu rằng nhiều mục đích tôi theo đuổi từ trước chẳng bỏ công chút nào hết ông đọc sách và nhiễm được thú nghiên cứu những vấn đề chính trị kinh tế và xã hội Ông khổ công tra cứu đến nỗi chẳng thấy mấy lúc ông đã có thể diễn thuyết và thảo luận về những vấn đề đó, dù không lúc nào ông rời chiếc ghế có bánh xe. Ông bắt đầu quen nhiều người và nhiều người cũng bắt đầu biết ông. Và nay ông Ben Foxson, người tàn tật ấy, là thống đốc của tiểu bang mươi 35 năm làm nghề dạy người lớn ở nữ ước, tôi nhận thấy một phần đông học trò của tôi tiếc đã không được xuất thân do một đại học đường họ cho rằng không được mài đủng quần ghế một đại học đường là một điều bất lợi điều đó chỉ đúng một phần thôi vì tôi biết nhiều người địa vị rất cao mà không hề đặt chân vào một trường đại học vì vậy nhiều lần tôi kể cho họ nghe chuyện một ông không được học hết những lớp sơ đẳng trường làng mà cũng nên danh ông là con một nhà cực nghèo khi cha ông qua đời các bạn bè phải góp tiền lại mua giúp cho cổ quan tài còn mẹ ông phải đi làm 10 giờ một ngày tại một xưởng máy chế dù. Không những. Vậy, bà lại còn đem việc về nhà làm thêm đến tận nửa đêm. Tuy sinh sống trong cảnh bần bàn, nhưng từ nhỏ, ông đã rất ham mê đóng kịch. Ông gia nhập một gánh hát tài tử do Linh một làng ông điều khiển. Mặc dù diễn trước một số công chúng ít ỏi, nhưng được trầm trồ khen ngợi, ông cũng cảm thấy khoái trá mênh mông, nên nhất định sẽ trở thành một diễn viên rồi từ một diễn viên về những vấn đề thuộc kịch trường, ông trở thành một diễn viên về những vấn đề chính trị. Năm 30 tuổi, ông được cử vào hội đồng lập pháp tiểu bang nữ ước. Nhưng sức học quá thô thiển của ông không xứng với một địa vị khó khăn như vậy. Ông phải nghiên cứu tỉ mỉ những bản tài liệu dài và phức tạp khả dĩ đủ hiểu để biết đường mà biểu diễn quyết chống hay thuận. Khi người ta bầu ông vào Ủy ban Kiểm Lâm, ông, một người chưa bao giờ trông thấy rừng tất lo sợ, Ông lại ngạc nhiên hơn nữa khi được cử vào Ủy ban Kiểm soát Ngân hàng Quốc gia trong khi ông không biết chút gì về ngành tài chính. Ông thú thật với tôi hồi đó. Ông chán nản đến nỗi muốn xin từ chức ngay, nếu ông không sợ xấu hổ với. Mẹ! Qua cơn thất vọng, ông quyết học 16 giờ một ngày và làm một ly nước ngon bằng quả chanh mà định mệnh đã đưa lại. Thế rồi ông thành công. Thành công quá tưởng tượng, từ một chính trị gia còng của địa phương, ông đã trở thành một trong những nhân vật có tiếng nhất Hoa Kỳ, một người mà Nữ Ước Thời Báo đã gọi là công dân thành phố Nữ Ước được nhiều người yêu chuộng nhất. Người tôi nói tới đây là ông An Smith, đã giữ chức thống đốc tiểu bang Nữ Ước trong bốn nhiệm kỳ liền, một việc không tiền khoáng hậu trong lịch sử xứ này. Năm 1928, khi ông đang làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc tuyển cử tổng thống, sáu đại học đường trong số đó có hai đại học đường Columbia và Harvard đã ban những bằng danh dự cao nhất cho ông một người chưa học hết cấp sơ đẳng. Chính ông đã phải công nhận rằng chẳng làm nên công chuyện gì nếu đã không học 16 giờ một ngày để bù lấp sự thấp kém của mình. Ông Nai đã định nghĩa một người lý tưởng là người khi bị đị định mạng thử thách, không những đã tỏ ra xuất chúng, mà thời thường còn thích tìm khó khăn và những trở lực để đương đầu càng nghiên cứu về sự nghiệp những nhân vật tài ba tôi càng tìm thấy những bằng chứng cho sự tin tưởng của tôi rằng phần đông những nhân vật này sở dĩ hơn người là vì họ ra đời với một điểm bất lợi mà chính điểm bất lợi đó đã kích thích họ cố gắng một cách khác thường để đạt tới những mục đích cao cả ông william james đã nói những nhược điểm của ta giúp ta một cách không ngờ nếu không bị lòa rất có thể ông milton chỉ thành một thi sĩ làng nhàng chớ không phải là thi sĩ đại tài như ngày nay và cũng rất có thể Beethoven đã không đi tới chỗ tuyệt đối của âm nhạc, nếu ông không biết. Sự nghiệp hiển vinh của Helen Keller chắc chắn nhờ vì bà vừa mù vừa điếc. Nếu Cai khô Covid không bị định mạng cướp mất hạnh phúc, nếu ông không gặp phải người vợ đa nghi, hay thù oán, loạn thần kinh có lẽ chẳng bao giờ ông sáng tác được bản nhạc Symphony Pathet, ngàn năm bất diệt. Dostoevsky và Tomsi cũng vậy, nếu đời sống của hai ông không đầy rẫy những đau thương, chưa chắc những tác phẩm tuyệt diệu của hai ông đã ra đời. Charles Darwin, người có những lý thuyết táo tợn đã đảo ngược cả quan. Niệm khoa học về đời sống ở thế gian này đã tuyên bố rõ rệt rằng sự tàn tật của ông đã giúp ông một cách bất ngờ. Ông nói, nếu thân tôi không là cái. xác vô dụng, cha chắc tôi giả có sức mạnh tinh thần để biểu mình những lý thuyết của tôi. Cùng một ngày Darwin sinh ra một túp lều không ai biết đến, ở khu rừng rậm thuộc tiểu bang Kentucky, một đứa nhỏ khác cũng cất tiếng chào đời. Cha đứa nhỏ này là lão tiều phu nghèo khó liên côn, và đứa nhỏ được đặt tên là Abraham. Chính đứa nhỏ này cũng vì khổ cực mà đã cố gắng tự rèn luyện để trở nên người. Nếu Abraham Lincoln sinh vào một gia đình quý phái, được vào học tại Đại học đường Harvard, được hưởng một lạc thú gia đình hoàn toàn, có lẽ ông đã chẳng thốt ra những lợi nhiệt thành tự đáy lòng khi ông tái cử tổng thống hoa kỳ tôi sẽ cố không xử ác với bất cứ ai và sẽ đại lượng bác ái với mọi người đến đây ta hãy ngừng lại và rút bài luân lý thực hành của những trường hợp kể trên nếu chưa bao giờ bạn làm được ly nước ngon lành bằng trái chanh số phận đã mang lại thì bạn cũng thử xem nào bạn hãy cố gắng vì rủi có thua bạn cũng chẳng mất gì nhưng nếu được thì bạn sẽ vô cùng hạnh phúc. Bạn phải cố gắng vì hai lẽ, một là ít ra bạn còn có cơ thành công, hai là dù thất bại đi chăng nữa, sự cố gắng của bạn để chuyển bại thành thắng đã bắt bạn nhìn thẳng vào tương lai mà quên đi dĩ vãng. Bạn sẽ có những lý tưởng thiết thực và nghị lực sáng tác sẽ trỗi dậy kích thích bạn làm việc, đến nỗi bạn không còn thì giờ mà nghĩ vơ vẩn, bới đống cho tàn của thời qua. Nếu bạn muốn thư thái tinh thần, muốn có hạnh phúc, bạn hãy thử áp dụng nguyên tắc này số mệnh chỉ cho bạn một trái chanh còm bạn hãy tìm cách làm thành một ly nước giải khát